Xin chào anh em Như vậy là đã bước sang tháng 7 Tháng của xe lắp ráp trong nước bắt đầu được giảm thuế trước bạn Trong video hôm nay Em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của một mẫu xe nhập khẩu Thời gian vừa rồi được rất là nhiều anh em quan tâm Đó là chiếc Mazda 2 Mazda 2 nằm trong phân khúc xe hạng B Nhưng giá xe hiện tại chỉ bằng một chiếc xe hạng A Cụ thể Mazda 2 tương đương với một chiếc xe i10 Rẻ hơn cả một chiếc xe Kia Morning phiên bản đủ như vậy, những anh em nào đang cần tìm một chiếc xe lăn bánh dưới 500 triệu thì Mazda 2 phiên bản tiêu chuẩn sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho anh em tại thời điểm này. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Mazda 2 bản tiêu chuẩn. Hiện tại chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 vẫn rất là ổn định, chưa có sự tăng giá. Trong khi đó thì những xe lắp ráp nằm trong phân khúc A và phân khúc B thì đã tăng giá bán rồi. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 đầu tháng 7 để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mazda 2 được phân phối với 5 phiên bản để anh em lựa chọn cho hai kiểu dáng đó là hatchback và sedan cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất mà nhiều anh em lựa chọn nhất đó là Mazda 2 sedan bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Mazda 2 sedan bản luxury. Phiên bản thứ ba đó là Mazda 2 sedan bản premium. Phiên bản thứ tư đó là Mazda 2 hatchback bản luxury và phiên bản thứ năm đó là Mazda 2 hatchback bản premium chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường anh em nhớ cho em ạ có nghĩa là anh em ở địa phương nào mà có showroom của Mazda rồi thì anh em chỉ được phép mua xe ở nơi đó thôi anh em nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình nhân viên bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết cho anh em hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai hình thức chính đó là mua trả thẳng và mua trả góp và anh em xin phép cập nhật lại một số những chính sách trả góp cho anh em để anh em nắm được anh em sẽ vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất ưu đãi năm đầu tiên anh em sẽ được ưu đãi là khoảng 0,9% trên một tháng năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng là 1% điều kiện vay vốn chỉ cần anh em không có nợ xấu kể cả anh em không chứng minh được nguồn thu nhập em vẫn sẽ hỗ trợ anh em được còn anh em nào mà có lương chuyển khoản thì em sẽ tư vấn cho anh em vay ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi hơn và mời anh em cùng đến với chi tiết của từng phiên bản Mazda 2 tại thời điểm đầu tháng 7 này. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là Mazda 2 Sedan bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có giá niêm yết là 479 triệu. Và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7, giá xe vẫn tương đối ổn định, vẫn bán cho anh em với cái giá là 415 triệu. Nhưng anh em ở Hà Nội và Sài Gòn thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình sẽ có giá tốt cho anh em. Còn trong video em chỉ cập nhật cho anh em cái giá bán cơ bản của tất cả các địa phương để anh em nắm được thôi. Anh em lưu ý cho em ạ. Về phụ kiện tặng kèm, anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện cơ bản như dán kính, thảm để chân và túi cứu hộ. Ngoài ra vẫn sẽ tặng thêm anh em một số những phụ kiện khác. Cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em. Như vậy căn cứ từ giá bán 415 triệu, em xin phép tính lại chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương để anh em nào mà mới tham khảo dòng xe này cũng như là những anh em mới theo dõi kênh xe Việt anh em có thể nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 494 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 485 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 475 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 465 triệu. Chi phí trên bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem lại trên màn hình. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 141 triệu, anh em ở Sài Gòn là 132 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 122 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 112 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ Năm đầu tiên trị giá là 5,8 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy Anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 352 triệu Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,8 triệu Trong đó thì gốc chia đều là 3,6 triệu trong 8 năm Lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là Mazda 2 sedan bản luxury. Phiên bản này có giá niêm yết là 559 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 giá bán vẫn ổn định ở mức 494 triệu. Nhưng anh em ở Hà Nội hay là Sài Gòn cứ liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình sẽ có giá tốt cho anh em. Anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện cơ bản như trên màn hình anh em đang xem. Với giá bán 494 triệu, em xin phép tính lại chi phí lăn bánh ra biển số cập nhật cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 583 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 572 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 563 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 552 triệu. Trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 163 triệu, anh em ở Sài Gòn là 152 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 143 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 132 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 6,9 triệu thứ hai dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 419 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,1 triệu trong đó thì gốc chia đều là 4,3 triệu trong 8 năm và lãi sau tháng đầu tiên là 3,8 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là Mazda 2 sedan bản premium phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan phiên bản này có giá niêm yết là 599 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 giá bán cũng đang ổn định ở mức 542 triệu không có gì thay đổi so với tháng 6 nhưng anh em ở Hà Nội và ở Sài Gòn thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình sẽ có giá tốt cho anh em còn những anh em ở tỉnh khác thì em không bán được về chính vì vậy anh em muốn mua được giá tốt thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn từ một bán hàng ở địa phương của anh em vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và căn cứ từ giá bán 542 triệu, em xin phép tính lại chi phí ăn bánh ra biển số tại các địa phương để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 636 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 624 triệu, anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 616 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 604 triệu. Trong trường hợp anh em có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị cho em số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 175 triệu, anh em ở Sài Gòn là 163 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 155 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 143 triệu đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 7,5 triệu với số tiền bắt đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 460 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,9 triệu trong đó thì gốc chia đều là 4,7 triệu trong 8 năm và lãi sau tháng đầu tiên là 4,2 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần Mời anh em cùng đến với phiên bản tiếp theo của kiểu dáng hatchback, hay còn gọi là kiểu dáng sport. Phiên bản này là Mazda 2 hatchback bản Luxury, giá đến biết là 574 triệu. Và tại thời điểm những ngày tháng 7 giá bán cho anh em vẫn giữ nguyên so với tháng 6 là 512 triệu, không có gì thay đổi. Anh em nào ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn thì liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Xe có giá tốt cho anh em. Còn anh em ở các tỉnh khác thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng ở địa phương của anh em. Vì giá xe của bản hatchback không thay đổi so với tháng trước và em xin phép không chia sẻ chi phí lăn bánh cũng như là chi phí trả góp của phiên bản này. Anh em nào mà cần em tư vấn chi tiết, có nghĩa là quan tâm đến bản này thì cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình, bên em sẽ hỗ trợ. Và em có chia sẻ một số những thông tin, đó là với cái giá bán hơn 500 triệu cho một chiếc xe Mazda 2 hatchback thì trên thị trường anh em có rất là nhiều những sự lựa chọn khác, anh em có thể tham khảo thêm. Và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em đó là chiếc Mazda 2 hatchback bản premium, phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản này có giá đến biết là 619 triệu. Và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7, giá xe cũng không thay đổi và giá bán cho anh em là 557 triệu. Em cũng xin phép không tính chi phí ra biển số lăn bánh của phiên bản này vì phiên bản này rất ít anh em lựa chọn cũng như là giá bán tương đối cao trên thị trường anh em có thể lựa chọn một số những dòng xe khác có giá bán tương đương hoặc mềm hơn mà form xe nó sẽ rộng rãi hơn anh em có thể tham khảo Cụ thể như anh em có thể tham khảo thêm chiếc Kia Santos Hyundai Creta nằm trong cái diện xe lắp ráp với giá bán cao hơn khoảng 20 30 triệu cho bản tiêu chuẩn. Nhưng bù lại anh em đi đăng ký xe thì lại được hỗ trợ thuế. Tính ra thì anh em mua chiếc Mazda 2 hay là anh em mua chiếc Creta hay Santos, cái đó thì anh em nên cân đối. Còn anh em nào vẫn muốn sự lựa chọn của chiếc Mazda 2 hatchback bản Premium thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda 2 tại thời điểm đầu tháng 7. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.